tất cả mọi người đây, trừ Võ Vương Cảnh ra. Còn lại thì mau truyền toàn bộ sức mạnh bản mệnh của các người vào trong cảnh, vào trong cánh cổng này đi. Các vị, các người cũng đã nhìn thấy thiên tiền kiếm trận đó, nếu tấn công, e rằng dù chúng ta có nhiều người hơn, thì cũng rất khó đánh hạ. Cho nên các vị, đừng do dự nữa, mau dâng sức mạnh bản mệnh của các người lên đi. Các người yên tâm đi, mộ dung mệnh thiên ta đây lấy nhân cách ra đảm bảo. Trận pháp này chỉ cần sức mạnh của các người đã kích hoạt thôi, nếu đã không có ảnh hưởng đến tu vi của các người, thì cũng sẽ không cướp đi mạng sống của các người đâu. Cẩn tuân theo võ mệnh của lão tổ. Thiên vạn phụ binh trận mở. Vậy mà thiên hạ này lại có trận pháp như vậy sao? Có thể ngưng tụ thực thể đỉnh phòng võ quân sinh động như vậy. Thôi được, có võ chỉ thánh thổ đúng là đã giúp ta mở mang kiến thức vậy. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những thứ này mà cũng đột phá thiên kiếm trận này của ta thì cũng có hơi coi thường ta quá rồi đấy. Giết! Chết! Những võ vật võ quân cấp này là có thể sản sinh ra uy lực của một kích mạnh nhất, không kém gì cường giả cấp bậc võ quân. Đại trận bảo hộ có mạnh cũng không thể nào chặn được sự tấn công mạnh mẽ của nhiều cấp bậc võ vương như vậy. Phật Yên, người nói đúng, bây giờ chỉ có thể đưa ra dự định xấu nhất thôi. Người màu chóng đưa Sở Phong đến Phong Ma Tế Đà, chào hỏi sự tồn tại thần bí đó đi. Xem nó có nguyện ý trợ giúp chúng ta trải qua được kiếp nạn này không. Anh nhân tiền bối, ngài thay là người bảo hộ đi thì có phải càng thích hợp không? Sự tồn tại thần bí đó, nó không hề để ý ai là người bảo vệ ở đây, chẳng qua chỉ là giúp nó xử lý rác rưởi thôi. Nhưng Sở Phong hình như lại là người được sự thừa nhận của nó, việc không thích chậm trễ, mau chóng hành động, ta ở trong điện chờ các người. Rõ. Sở Phong, nên làm như nào người đã rõ chưa? Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, nhất định phải thành công nhé. Người đến cầu xin ta giúp đỡ nhỉ? Tiền bối, nó đã biết tất cả việc xảy ra ở bên ngoài, ta sao lại còn dung túng cho những người đó quấy nhiễu sự yên bình của ngài? Tại sao ta phải ra tay? Nha đầu đó thân là người bảo vệ, nếu như không thể bảo vệ nơi này, đổi thành người khác thì cũng có sao. Nhân tiền bối, tiên cô trấn thủ nơi này nhiều năm cho ngài, không có công lao cũng có khổ lao. Tiên cô ta đâu có xứng với chữ tiền. Với tư chất của cô ấy, nếu như không phải là tu luyện nhiều ở Phiêu Miểu Tiên Phong thì sao có thể có được tu vi và tuổi thọ như hiện giờ. Cô ta trấn thủ nơi này không phải bảo vệ ta mà là bảo vệ bản thân cô ấy. Không bảo vệ được thì trách được ai? Có điều, nỡ tình người, ta có thể chỉ cho người một con đường. Lấy nó để ra ngoài tiên phong cách 9.000 dặm, để lúc đó bóp nát thứ này thì sẽ hình thành nên một đại trận, sẽ khiến cho tất cả mọi người sau lưng người bị phong tỏa trong tiên phong cảnh, năng lực của phụ chủ thật mạnh. Trận này 10 canh giờ. Trận này 10 canh giờ sau mới tự động giải trừ, thời gian này đủ cho các người chạy thoát được, nhưng có một tiền đề. Các người buộc phải đột phá vòng vây, bỏ lại kẻ địch ở sau lưng. Nếu như có thể làm được thì có thể thoát được càng xa. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Sở Phong, thế nào rồi, thành công không? Tóm lại, then chốt sinh tử nằm ở trong tay ta. Về chỗ của tiền cô, ta sẽ nói lại sự tình. Tiền bối đã đợi lâu rồi. Phật Yên, Sở Phong tình hình thế nào? Ta nói ngắn gọn thôi, sự tồn tại thần bí đó không đồng ý ra tay, nhưng không phải là thấy chết không cứu. Sở Phong giảng giải về kế hoạch một cách đơn giản sau đó. Hôm nay chúng ta phải mở một con đường máu, 3 ngày lối vào tiên phong. Khai trận. 3 ngày lối vào của phiêu diêu tiên đỉnh. Thu. Tiên cô lợi hại quá, không chỉ có thể thu sinh mệnh thể vào túi càng khôn, mà chúng ta ở đây còn có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Tiên cô có mãn, tiên cô có mãn. Ban đầu lúc các người tới phiêu diêu tiên đỉnh đã lập lời thề độc,
cùng sống chết với Phiêu Diêu Tiên Đỉnh. Hôm nay chính là ranh giới tồn vong của Tiên Đỉnh. Các ngươi lại muốn phản lại lời thề sao? Tiên cô tha mạng, chúng ta không muốn chết như vậy. Bọn ta muốn tiếp tục đi theo tiên cô, xin tiên cô đưa bọn ta theo đi. Đa tạ tiên cô. Ai nguy cấp này mới là lúc nghiệm chứng lòng trung thành của các người. Cái lũ tham sống sợ chết các người không xứng đáng để đi theo ta. Ở lại đây tự sinh tự diệt đi. Còn về các người, Phù Hiển Thu, từ bỏ rồi sao? Dù là ai, nếu dám phạm vào người của Phiêu Diêu Tiên Đỉnh ta, ta chém hết. Nhân cấm võ kỹ, quan điểu cấp tập. Y thế này là nhân cấm võ kỹ khổ tới mức đó. Không ngờ tiên cô nhất tay cái là thi triển được. Bên ngồi và dặm, ngồi Phiêu Diêu Tiên Đỉnh, tứ phương kết giới. Mọi người có thở, Phiêu Diêu Tiên Cô muốn giết tới đây. Chạy mau. Đáng ghét, võ kỹ cấm kỵ này đáng chết thật, chúng ta vốn không thể nào cản phá được. Lão tổ, chúng con phải làm sao? Bác giặc phải bắt vua trước, ổn phế cho người là chủ một tầng môn. Không ngờ đến một đạo lý nông cạn thế mà cũng không hiểu. Giang Thất Sát, ngươi cố tình tha ra phải không? Ta chỉ phụ trách phá đại trận, chứ đâu có nói là sẽ giúp người đối phó với lão bà kia. Ngươi đừng tưởng rằng rời khỏi người thì bọn ta không ứng phó nổi. Ban ngày trên không trung, ở Phiêu Miểu Tiên Phong, Nhân Cấm Huyễn Kiếm Quyết, Mộ Dung Mệnh Thiên, người khi sư diệt tổ phản bộ sư môn. Hôm nay ta sẽ báo thù cho các sư đệ, cho các sư huynh muội dưới cái tên tán tận lương tâm ngươi. Trưởng Lăng Thiên Địa, sao có thể? Nhân Cấm Huyễn Kiếm Quyết mà lão tổ thi triển lại là võ kỹ đích phong. Võ kỹ như này tuyệt đối là có thể tàn sát hết mọi thứ, sao lại dở dạng bị nghiền nát như này? Đó không phải là Bạch Lăng đơn giản sao? Đó là một bình vương binh. Nhưng cho dù đó là một vương binh thì cũng không có nên dễ dàng đã phá giải được Nhân Cấm Huyễn Kiếm Quyết của sư tổ mà đúng. Vấn đề ngu xuẩn, người có ý gì? Cùng nắm vương binh mà đối phương còn có thể dễ dàng hóa giải được thế tấn công của lão tổ nhà người, còn chưa rõ sao? Lão tổ nhà người căn bản không phải là đối thủ của người ta. Người nói vậy, lão tổ tu luyện gần nghìn năm, thực lực của ông ấy cực mạnh, cho dù là thất phẩm võ quân cũng chưa chắc địch lại được. Sao lại không phải là đối thủ của Phiêu Diêu Tiên Cô chứ? Vậy lão tổ nhà người có nói cho người không nói chuyện với ta bằng thái độ như vậy không? Tầm Nhi, không được vô lễ, mau nhận sai với Giang Thất Sát đại nhân. Tiểu nhân vô lễ, mong đại nhân đừng trách. Mộ Dung Nhiếp Không, đường đường là chủ nhân của Chu Tiên Quần Đảo, một cao thủ ngũ phẩm võ vương, lại sợ Giang Thất Sát như vậy, lẽ nào? Phèo Miểu Tướng Kiếm, Chu Tiên Tướng Kiếm,